xin chào các bạn. Mới đây thì Vsmart đã cho ra mắt một chiếc điện thoại mang tên Vsmart Star 5 ở trong phân khúc giá cực rẻ chỉ hơn 2 triệu thôi. Và sản phẩm này thì mình thấy người dùng rất là thích thú bởi thiết kế đẹp này và miễn phí gói data 4G sử dụng lên đến 18 tháng. Ok, sau 2 tuần trải nghiệm em nó thì hôm nay chị muốn làm video để chia sẻ với các bạn những gì cảm nhận của mình trên Vsmart Star 5 và xem là các bạn bỏ ra hơn 2 triệu mua chiếc máy này sẽ nhận lại được những gì nhá. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn những điểm mà mình thích thú trên Star 5 này nha. Và mình thấy đây cũng là điểm khác biệt khiến cho Vsmart Star 5 này khác biệt so với những điện thoại giá rẻ khác. Đó chính là máy sẽ được miễn phí sử dụng 4G trong vòng 18 tháng. Như cá nhân mình đang dùng điện thoại nhá, trung bình 1 tháng mình mất khoảng tầm 90.000 để đăng ký gói V90. Tính ra miễn phí 18 tháng là mình tiết kiệm được khoảng 1.620.000 đồng. Vậy là bằng nửa giá trị của cái điện thoại này rồi. Đó, các bạn cảm thấy chiến lược lần này của Vsmart như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới chia sẻ với mình nha. Và mình thấy đây là chiếc điện thoại đầu tiên của Việt Nam được tích hợp sẵn gói cước truy cập Internet thông qua SIM ảo hay còn gọi là V-SIM kèm với máy, thay vì SIM vật lý. Giống như công nghệ eSIM trên những chiếc iPhone cao cấp thì đối với Vsmart Star 5 này, các bạn chỉ cần kích hoạt cái SIM ảo này với nhà mạng Vinaphone là có thể sử dụng miễn phí 10GB một tháng trong vòng 18 tháng mà không cần phải SIM cứng ở bên trong máy nhé. Tiếp theo, chia sẻ thật với các bạn, điều mà là mình thích nhất trên Star 5 này đó chính là phần thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì một chiếc máy chỉ hơn 2 triệu chúng ta không thể đòi hỏi cấu hình cao được. Nhưng bù lại, hãng lại trang bị cho chúng ta một thiết kế vô cùng đẹp mắt. Đó, cầm một chiếc máy Vsmart Star 5 trên tay như này, mình đố các bạn biết được chiếc máy này chỉ hơn 2 triệu đấy, nếu như mình không nói mức giá, đúng không nào? Ở mặt lưng của máy thì được phủ một lớp nhựa nhám để hạn chế bám bẩn và vân tay. Ngoài ra thì Vsmart cũng tích hợp một cảm biến vân tay một chạm ở mặt lưng, giúp cho các bạn mở khóa nhanh hơn. Còn về tốc độ nhận diện thì mình cũng phải chia sẻ thật với các bạn là nó chỉ ở mức độ bình thường thôi nha. Tính ra mất khoảng 1 giây mới mở sáng được màn hình. Trải nghiệm ổn định cũng là điều làm mình khá hài lòng khi sử dụng Star 5 này. Máy được trang bị con chip là Helio G35 kèm với RAM 3GB. Thế nên là mình nghĩ đối với một người mà chỉ cần một chiếc máy để nghe gọi này, thì thẳng lướt web hoặc là xem YouTube thì máy hoàn toàn mang lại khả năng ổn định, không quá nhanh mượt nhưng mà cũng đủ dùng. Xét về khả năng chơi game thì mình cũng phải chia sẻ thật với các bạn là mình đã thử một vài game rất là nhẹ thôi nha, như là game xếp hình hoa quả hay là Candy Crush. Mặc dù máy vẫn chơi được đấy, thế nhưng mà mình đánh giá là khả năng chuyển cảnh nó khá là chậm, thi thoảng còn bị giật lag nữa cơ. Có lẽ là do con chip Helio G35 chỉ tối đa ở khoản đa nhiệm bình thường thôi. Đối với các bạn mà có nhu cầu chơi game giải trí ấy, thì mình khuyên các bạn là nên cố lên một chút nhé, để tham khảo sang em Redmi Note 10 mới ra mắt của Xiaomi. Mức giá của em nó chỉ là 3.890.000 đồng mà thôi, nhưng sở hữu chip là Snapdragon 678 có lẽ sẽ hỗ trợ các bạn chơi game tốt hơn là Star 5 này nha. Sở hữu Vsmart Star 5 này thì mình thấy các bạn hoàn toàn có thể gạt đi mọi lo lắng về pin. Khi máy được trang bị viên pin là 5.000 mAh, các bạn có thể sử dụng yên tâm trong khoảng 1 ngày. Ngoài ra thì hãng cũng trang bị củ sạc nhanh lên đến 18W trong hộp thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm tối đa thời gian sạc nhé. Mặc dù nằm trong phân khúc giá rẻ chỉ hơn 2 triệu, thế nhưng mà mình đã trải nghiệm và cảm thấy là khả năng chụp ảnh của em Star 5 này đủ dùng. Máy có camera chính là 13MP, mang lại chất lượng ảnh khá là chân thực, chi tiết thì đầy đủ và mình thấy màu sắc tái tạo sát với thực tế. Và camera selfie của máy là 8MP thì cũng giúp mình tự tin chụp ảnh, da mặt của mình được tinh chỉnh vừa đủ này, không quá ảo diệu. Về phía camera xóa phông và camera macro ấy, với độ phân giải là 2MP thì mình thấy chất lượng khá là tệ, bắt đầu xuất hiện nhiều hạt và chi tiết thì không được tách bạch. Nhìn chung thì chúng ta cũng phải nhìn vào mức giá của em nó để đánh giá nha. Chỉ hơn 2 triệu thôi, thế nên cũng không thể đòi hỏi quá cao được. Cuối cùng, điểm khiến mình chưa hài lòng trên em Star 5 này có lẽ duy nhất một khía cạnh mà thôi, đó chính là màn hình của máy ở độ phân giải là HD Plus. Về chất lượng màu sắc thì máy thiên về hướng rực rỡ và nịnh mắt. Màn hình này khá là ổn trong tầm giá. Tuy nhiên, độ sáng thấp nên là sử dụng ngoài trời nắng to ấy, rất khó để nhìn rõ chi tiết. Có lẽ là do mình đang sử dụng màn hình 2K, thế nên là sử dụng xuống những dòng thấp như thế này thì mình cảm thấy sự khác biệt quá lớn và mình chưa quen mắt thôi. Còn mình nghĩ đối với bạn nào mà không quá khắt khe ở vấn đề này thì cái màn hình của nó hoàn toàn phù hợp giá tiền nha, chỉ hơn 2 triệu thôi mà. Rồi, tổng kết lại sau 2 tuần trải nghiệm Star 5 này thì mình thấy khá là hài lòng ở khả năng đa nhiệm ổn định đủ dùng này, đặc biệt là viên pin lên đến 5.000 mAh.
và trải nghiệm miễn phí data 4G lên đến 18 tháng nha các bạn ơi. Cá nhân mình thì rất muốn nghe ý kiến của các bạn như thế nào. Hãy để lại comment bên dưới chia sẻ với mình nha. Và bạn nào đang quan tâm đến MV Smart Star 5 thì đừng quên truy cập ngay vào website didongthongminh.vn để tham khảo nhé. Bây giờ thì có lẽ phải tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube DDView để ủng hộ chúng mình nha. Bye bye!